Hello, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ nấu xôi vị bằng cái nồi cơm điện nè. Xôi vị đậu xanh. Mình nấu đơn giản lắm mà ăn cũng rất là ngon. Xôi thì dẻo nè, béo, thơm. Thơm cái mè đó. Rất là ngon luôn. Mời các bạn cùng xem video nha. Đây mình chuẩn bị là nếp. Nếp thì mình chuẩn bị ở đây là 250g nếp. Nếp thì các bạn chọn cái loại nếp sáp á, cho nó dẻo. Rồi mình dùng thêm là 100g đậu xanh. Đậu xanh còn giỏ luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đem đi do với nước, cho nó hết vô trong cái thau nè. Rồi đi do nha. Xả nước vô, các bạn do cho nó sạch cái phần nếp với đậu. Rồi mình sẽ do, mình do như vậy á, là cho cái nếp nó sạch. Thì các bạn do khoảng 2 nước đi, 2-3 nước gì đó, cho nó sạch thì mình ngâm nó không có bị chua nếp. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho nước vô. Mình sẽ để đây và mình ngâm. Các bạn ngâm cỡ 1-2 tiếng nha, cho nếp nó nở. Rồi mình ngâm nãy giờ cũng được 2 tiếng rồi nè các bạn. Cái đậu xanh và cái nếp nó cũng đã nở rồi nè. Mình ngâm như vậy thì mình nấu nó mềm, mình làm xôi vị nó ngon hơn. Rồi bây giờ các bạn xả cái nước này ra ha. Rồi mình xả cho nó sạch cái nước này. Rồi mình sẽ cho nó qua cái gỗ cho nó ráo nước. Rồi mình xả xong rồi nè các bạn, để cho thật là ráo nước luôn. Thì mình chuẩn bị ở đây là nước cốt dừa, là 300ml nước cốt dừa. Rồi các bạn cho cái phần nếp và đậu vô cái nồi cơm điện nè. Mình nấu bằng nồi cơm điện cho nó nhanh á, thay vì các bạn sẽ phải hấp ở trên lửa. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho cái nước cốt dừa vô. Mình cũng cho và mình canh nha các bạn, không cũng không phải là mình sẽ đổ hết. Đây, mình sẽ cho như vậy nè, cho nó ngập cái mặt dừa, ngập cái mặt nếp và đậu là được rồi. Rồi, mình sẽ đem đi nấu ha. Cho vô nồi cơm và các bạn nấu, bật nút mình nấu như nấu cơm bình thường thôi. Rồi trong lúc nấu xôi thì mình chuẩn bị đây là nước cốt dừa nè. Nước cốt dừa này là dạng đặc luôn. Mình sẽ dùng 50ml. Rồi mình cho vào đây nửa muỗng cà phê muối và 3 muỗng canh đường. Nếu các bạn thích ăn ngọt hơn thì có thể tăng lên 4 muỗng. Rồi mình sẽ khuấy ha. Khuấy cho nó tan hết cái phần đường này. Rồi xôi nãy giờ mình nấu nó cũng bật nút rồi nè các bạn. Wow, mình được một nồi xôi nè. Ủa, có đậu xanh vô á, nhìn thấy nó đẹp ghê luôn á. Ồ, xôi của mình nó dẻo nè. Nó bật nút thì nó cũng chín rồi. Do nếp mình cũng ngâm rồi, ngâm trước á. Giờ mình xới nó lên. Rồi các bạn sẽ cho cái hỗn hợp nước cốt dừa vô nè. Để cho cái xôi của mình nó được béo á. Và nó có cái độ ngọt nữa. Thì mình xới đều lên cho nước cốt dừa đường nó thấm vô xôi. Các bạn sẽ chế vô, mình rưới vô từ từ. Và mình rưới hết cái hỗn hợp đó. Nếu như thấy xôi của các bạn có khô thì mình cho hết ha. Còn nếu nhão quá thì mình chừa lại một chút đi. Rồi mình cho vào thêm vài cọng lá dứa nữa. Rồi mình sẽ đậy nắp lại. Rồi các bạn bật nút lần 2. Ai khi xôi đó, ủa nó thơm quá trời các bạn ơi. Nó nhảy nút màu vàng rồi đó. Ủa nó thơm lá dứa lắm luôn nha. Giờ mình xới nó lên nè. Ủa xôi của mình nè, nó có cái độ nở và rất là dẻo ngon luôn. Béo nữa, thơm cái mùi béo nước cốt dừa luôn á. À, mình chuẩn bị cái khuôn nè, mình cho dầu ăn vô. Rồi mình thoa đều để cho dầu ăn nó bám đều cái khuôn.
Khi mình cho soi vô nó không có bị dính. Rồi bây giờ các bạn sẽ múc soi nè. Và soi cái soi của mình nó thơm quá trời luôn á. Và mình sẽ dàn đều một lớp mỏng ở dưới khuôn. Các bạn sẽ ấn và mình đè cho thật là chặt luôn để cho soi nó được dẻ đó. Lúc này thì soi vẫn còn nóng. Và mình sẽ gắt lên đây một lớp mè, mè mình đi rang trước nha, cho nó vàng vàng á. Rồi các bạn cho thêm một lớp soi nữa, cứ một lớp soi và lợp một lớp mè rang. Và các bạn nhớ mình sẽ đè cho cái soi nó thật là chặt luôn. Thì nó dẻ thì mình một chút nữa nó nguội mình cắt nó ra nó mới thành soi dị. Rồi mình cho tiếp một cái lớp soi cuối cùng rồi nè các bạn. Các bạn đè cho thật là chặt tay. Rồi mình sẽ cho mè lên và mình đè thật là chặt tay luôn. Rồi mình sẽ để ở đây nha. Soi của mình nó mình để nãy giờ cũng được 2 tiếng rồi, soi nó đã nguội hoàn toàn rồi đó và nó dẻ lại nè các bạn. Wow, nó dẻ lại nhìn thấy rất là ngon rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ lấy nó ra nè. Wow, soi dị. Giờ mình sẽ cắt ra, thoa một lớp dầu ăn vô cái dao á để cho cái dao không có bị dính. Wow, soi dị đậu xanh nấu bằng nồi cơm điện. Ngon lắm nha các bạn. Rất là đơn giản ha. Mà mình có ngay cái món xoài dị ăn rồi nè. Rồi mình đã cắt ra từng miếng nhỏ rồi. Các bạn nhìn thấy có ngon không? Xoài dị đậu xanh. Và đậu xanh còn vỏ nữa, mình ăn nó mát hơn. Và nó có cái độ ngọt nhiều hơn so với đậu xanh hết vỏ. Rồi bây giờ mình sẽ lấy một miếng nè. Wow, ngon quá các bạn. Có cái lớp mè soi á, thì nó vừa rất là ngon, có cái độ dẻo và nếp cũng nở nữa. Mình nghe được cái mùi béo của nước cốt dừa luôn. Cái soi mình hay nó dẻo nè, và nó ngọt nè, nó béo nè. Nước cốt dừa rất là béo luôn á. Và cái độ ngọt cũng rất là vừa phải, không có ngọt nhiều đâu. À, nếu các bạn thích cái món xoài dị này thì làm thử nhé. Mình chúc các bạn ăn thật là ngon miệng. Vui lòng đăng ký kênh nha các bạn. Nhớ bấm vào cái chuông nữa nha để nhận thông báo video mới của mình.